Công an quận Thoại Sơn vừa sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Công an quận Thoại Sơn làm tốt công tác tham mưu quận ủy, Ủy ban nhân dân quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó tập trung mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để bị động bất ngờ. Những tháng cuối năm 2024, Công an quận Thoại Sơn tiếp tục nắm tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp trên địa bàn, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội, đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Công an huyện Châu Thành, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị Công an huyện tiếp tục nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội an toàn lành mạnh. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án 06, chuyển đổi số, triển khai cao điểm cấp căn cước công dân. Làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ chiến sĩ, chấp hành nghiêm, kỷ cương kỷ luật, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.